Đây là những khoảnh khắc thật là tuyệt vời. Đây là những khoảnh khắc thật là tuyệt vời. Các bạn thấy không? Mô hình lôi chim bán hoang dã và những chú chim, những chim cu gáy đại diện cho một số những anh em chơi chim ngoài miền Bắc. Xin gửi tới tất cả các anh em trên diễn đàn chim cu gáy toàn quốc những thước phim, những hình ảnh thật là thú vị về những người đam mê chim cu. Đó. Đây là con chim cu mồi. Nếu như những con chim này mình chuyển cho anh em là 1.500.000 đồng đến 2 triệu. Những con 2 triệu là những con đã đánh được nhiều chim và đã được tập duyệt rất tốt. Đó. Những con chim 1.500.000 là cũng đã đánh được, nhưng số lượng ít hơn, tuổi đời ít hơn. Xin thưa mấy anh em là như vậy. Đó, đó là những con này là nó ở trên nó thấy thế là nó cũng xuống rồi. Cái số tài khoản của bên mình là cái số tài khoản 22102032205 2210 này 205156681. Mình tên là Thao, với tên chủ tài khoản là Vũ Văn Thao. Hy vọng rằng tất cả những người mà muốn chơi chim và giao lưu chim một cách lịch sự có thể chuyển khoản trước cho bên mình. Bên mình sẽ có cái sự ưu ái nhất định dành cho những người tin tưởng với có niềm tin về Thao chim cu gáy miền Bắc. Đây là gọi là con chim cu đất, bởi vì nó ở dưới đất, nó kiếm ăn ở dưới đất. Những con chim này là những con chim mồi tương lai. Mình sẽ thả nó đi dưới đất như thế này, và nó cũng chỉ đi dưới đất. Nên khi các bạn chơi những con chim này phải biết là nó là mồi đất, thì nó phải thích nghi với việc kiếm ăn ở dưới đất và đứng ở dưới đất để mà gáy gáy gọi ngủ thúc giục. Và mình cố tình tạo ra những cái thảm cỏ như thế này để tạo ra sự thiên nhiên hoang dã kỳ thú. Đó. Vui vui thì nuôi con ngỗng chơi.
Quý vị và các bạn thân mến, đó là những khoảnh khắc thật là tuyệt vời về những con chim cu gáy. Mình sẽ sưu tầm để cập nhật vào cái trang cá nhân của mình trên YouTube, là chim cu gáy hay, để cho anh em có thể là xem và thưởng thức. Hiện bây giờ mình đứng cách khoảng 1 mét nhưng nó vẫn kiếm ăn uống hồn nhiên. Quý vị và các bạn có thể đến tham quan cái vườn chim cu gáy của mình với cái địa chỉ là thuộc cổng trại Đà Điểu, xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Để biết thêm chi tiết, các bạn có thể gọi vào số 01 63 53 05982. Các bạn có thể đặt mua những chú chim non về các bạn bón, hoặc nếu các bạn không bón được thì các bạn đặt trước, chúng tôi sẽ bón đến lúc biết mổ và chuyển nhượng cho các bạn. Bên mình thế mạnh là chim non giống. Mình có máy ấp và có cách nuôi chim non thuần ngay từ bé. Chính vì vậy những con chim già như này thì mình cũng biết cách thuần. Đó. Nó cũng rất hiên nha, hiên ngang như này. Đây là những con chim bắt đầu tăm tăm cườm, lốm đốm cườm. Chó trông chim đấy. Chó nuôi chó để trông chim. Đấy. Chim nó phải có cát trâu lên bãi chăn thả như này là nó sẽ tiêu hóa rất tốt.
Rồi mình cứ đi theo. Gì đây? Anh đang quay chim một tí đã. Ăn cơm trước đi. Quý vị và các bạn, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hãy đăng ký kênh Chim Cú Gáy Hay của mình và Facebook là Chim Cú Gáy Hay. Số điện thoại là 0163 5305 982. Thôi đã đến giờ ăn cơm. Xin chào các bạn. Hãy đăng ký kênh của mình để tiếp tục đón nhận những video, những khoảnh khắc thật tuyệt vời về con chim cú gáy.